再次失望，角色仍能担当，如前去入了冷堂，明天怎去闯，从未怕欠缺希望，洒出从为风光，就算要埋葬，天空海阔，视野总有时光，出走总有地方，天边总有阳光，勇气放在何方，正义再回荡，重重铁钢迷离星光，迷成烽烟冲对望，谁能阻抗难逃花光，跃起跌宕，哪怕流血如汗，又哪怕谁轻风作浪，cảm ơn. Có gì cứ gọi cho tôi được rồi. Dạ được. Tìm được xe tải đó rồi, nhưng nó bị đốt cháy. Có tìm được tài xế đó không? Không tìm được. Xe đó là xe ăn cắp, manh mối gì cũng không có. Tính sao đi? Ra không tìm được nói. Tài xế đó. Nhanh. Không tìm được tài xế đó rồi. Liên quan chết rồi. À. Chúng ta mất hết chứng cứ, tôi cáo Phật Tử Long rồi. Như vậy bình tĩnh lại đi. Nếu không bệnh cô sẽ một phát đó biết không? Làm sao bình tĩnh đi? Tôi không bình tĩnh được. Chúng ta rõ ràng tìm được một nhân chứng rất là quan trọng, giờ thì cũng đã chết rồi, chết rồi. Tôi biết rồi. Nè. Nhất định là Phan Tử Long, nhất định là Phan Tử Long là... như người làm rồi. Không có chứng cứ, không làm được gì hết. Cho dù là Phan Tử Long làm, vậy mình làm được gì? Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là phải bình tĩnh lại. Chúng ta cùng nhau nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm sao mới giải quyết được chuyện này. Hả? Cuộc thi tuyển chọn lần này quy tắc rất đơn giản. Mọi người thay phiên thi đấu. Người của đội nào nhanh nhất vượt qua tất cả chướng ngại vật đi đến đích, tháo bỏ bơ mô hình ra, vậy xem như là thắng. Người của đội thắng cuộc sẽ được đến anh tham gia khóa huấn luyện đặc biệt. Lần này tụi mình nhất định phải thắng để chứng minh tụi mình là giỏi nhất. Lần này mọi người phải cố hết sức, phải xem như đang làm nhiệm vụ thật, bởi vì chúng ta là tinh anh của tinh anh. Yes sir. Không phải chứ, nó mà còn rớt nữa chắc mình nhảy lầu luôn quá. Long Ba, sếp tắt cái điện thoại, chuẩn bị. Yes sir. Đồ A chuẩn bị. Yes sir. Lên. Phút 26 giây. Đội B chuẩn bị. Yes sir. Lên. Long Ba, xin lỗi sếp.
phút 20 giây. Anh Long Bà, có cần vui gì không? Nhiều lúc có chuyện vui, cái gì cũng không nhớ đó. Đương nhiên là vui rồi. Có xếp tiễn mà, chuyện gì cũng xong hết thôi. Mới có một lần thôi, không là gì hết. Thật ra lần này chúng ta cũng bị mắc lỗi. Đi qua bên anh huấn luyện, mọi người biểu hiện tốt một chút, duy trì trạng thái này. Yes sir. Ê, chết rồi. Sếp Duy, tôi bị mất băng đạn rồi. Sếp à, làm vậy sẽ liên lụy cậu đó. Chúng ta là người một đội, muốn tìm thì cả đội đi tìm, không thể nói là ai liên lụy ai hết. Long Bà, đừng có lo quá, tụi mình nhiều anh em như vậy, chắc chắn sẽ tìm được. À, cảm ơn, cảm ơn nhiều. Mọi người chia nhau tìm đi. Sếp Lý, cảm ơn nha. Được rồi, lôi thôi quá, tiếp tục tìm. Yes sir. Sếp Triển, sếp Triển, sếp Triển, sếp Triển, sếp Triển, mọi người quay lại làm gì? Bà công, được, tôi quay lại kiểm tra sân thi đấu thôi. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy ở trên xe phát hiện mất một viên đạn, cho nên quay lại tìm. Sếp Triển à, thật ra tôi là đội trưởng của họ, mọi chuyện do tôi chịu trách nhiệm. Mọi người giúp một tay, chia nhau ra kiếm đi. Yes, yes sir. Rồi. Ý, kiếm được rồi, cảm ơn Madam. Mọi chuyện giải quyết xong rồi. Không sao là tốt rồi. À, vậy được rồi, quay về thôi. Cẩn thận một chút. Yes sir. Sếp Triển, cảm ơn anh. Chỉ cần làm phi hổ thì là người một nhà, cậu đừng nói vậy, có chuyện gì nhất định giúp đỡ. Sếp Triển, thật ra tôi muốn nói với anh, trước đây anh nói rất đúng. Chưa từng làm đội trưởng, sao không hiểu đội trưởng phải lo nghĩ rất nhiều thứ. Bây giờ tôi đã hiểu, làm đội trưởng thực sự không dễ chút nào. Không phải, tôi thấy cậu làm rất tốt mà. Cố gắng lên. Cảm ơn sếp. Ý, Madam. Madam, có anh không không? Hai người qua trước đi, lát nữa tôi qua sau. Được, tôi đi nha. Ừ. Cương, em sao vậy? Em không bị sao chứ? Sao sắc mặt em tệ vậy? Anh Lễ, đưa em về nhà được không? Em khó chịu quá. Được. Cương à, em sao rồi? Em thấy trong người thế nào? Bụng của em. Anh chở em đi khám tốt hơn. Cường à, em đang chảy máu đó. Đừng sợ, anh chở em tới bệnh viện liền. Bác sĩ, Bình Dương thế nào rồi? Anh là gì của cổ hả? Là bạn trai. Cổ đã mang thai 8 tuần rồi, nhưng mà hình như bản thân cổ cũng không biết. Cổ có thai sao? Hôm nay cổ vận động quá mạnh, đứa bé không giữ được rồi. Bây giờ chúng tôi phải làm phẫu thuật ngay cho cổ. Bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi một chút. Hai người nói chuyện ít thôi nha. Cảm ơn cô. Không có gì. Không ngờ chút nữa là em được làm mẹ rồi. Anh xin lỗi, tại anh không chăm sóc tốt cho em. Ngốc quá. Chuyện lần này em với anh đều không biết mà, nên mới xảy ra tai nạn này. Anh không cần phải cắn rứt đâu. Còn nữa,
anh đừng lo cho em. Thật ra em với anh đều chưa sẵn sàng làm cha mẹ mà. Em cũng không muốn vì chuyện này bắt anh phải cưới em. Cho nên tai nạn lần này đều là do ý trời hết. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em muốn ngủ. Em mệt quá. Thôi được, ngày mai anh tới thăm em nha. Hãy hứa với anh, đừng nghĩ lung tung nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long bà, có chuyện gì vậy? Ơi. Nè, sếp Triển. Long bà sao rồi? Uống sai rồi. Tôi gọi mấy anh em tới, mong là có thể giải hòa cho mọi người. Xem Long bà trước đã. Chuyện gì Long bà? Nè, đừng uống bia nữa Long bà, hại sức khỏe đó. Ê, tôi cũng có phận đây mà ha. Uống bia không cần trả tiền à. Nào, uống. Nè, uống mình có gì vui chứ. Cái đám tụi tôi sẽ uống với anh. Phải đó lấy bia đi. Uống đi. Nè, uống đi, uống đi. Long bà, rốt cuộc là chuyện gì? Nói ra đi chứ. Toàn bộ gia tài của tôi đều bỏ vô cổ phiếu 7013 hết rồi. Ủa, 7013 có phải là cổ phiếu mà bữa trước nghe nói là đang tăng liên tục không? Không được rồi, chiều nay đó đóng sàn hình như là rớt xuống thê thảm lắm đó. Tôi bỏ đi, thua rồi thì để dành lại tiền, không cần phải buồn gì đâu. Tệ nhất là tôi thế chấp nhà, tôi nợ ngân hàng rất là nhiều tiền. Vợ tôi lại không có đi làm, con cái đi học cũng cần tiền chứ. Bây giờ tôi không biết tính sao, tôi không còn mặt mũi nào. Vậy hay là đám anh em ở đây mỗi người góp một ít giúp anh giải quyết trước. Phải rồi. Không được, không được. Tôi không thể nợ mọi người được. Thật ra mọi người lo cho Long bà mượn tiền cũng không phải cách. Mọi người đều có gia đình, có gánh nặng. Hay là vậy đi Long bà, số nợ của anh tôi giúp anh giải quyết trước. Thật ra đội cảnh sát có cơ chế giúp cảnh sát khó khăn. Hay là anh tham gia đi nha. Nếu được duyệt thì không cần phải nợ mọi người. Đến lúc đó anh từ từ trả lại thôi. Lễ, cảm ơn cậu. Cũng đúng, quả do tôi tự gây ra, tôi nên tự mình gánh lấy. Vậy tốt rồi, xem như mọi chuyện đều đã ổn. Phải đó, cạn ly. Nè, cạn ly, cạn ly. Cạn đi. Sếp Phan. Sếp Triển, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nghe nói có đồng nghiệp chơi cổ phiếu đến nỗi bị mất hết tiền. Nói với họ là đừng có càng lúng càng sâu. Yên tâm đi sếp Phan, họ tự xử lý được. Nhưng sếp Phan nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Tôi nghe Chung với Ân nói lúc cậu đi theo anh, anh cũng rất lo cho cấp dưới. Đúng vậy, trước đây tôi rất quan tâm cho Chung với Ân. Trước đây cô rất giỏi, làm gì cũng rất siêng năng, rất cố gắng. Nhưng sau khi làm nội gián quay trở về rồi, hình như đã xảy ra vấn đề. Không biết là cô có còn được xem là một cảnh sát tốt nữa không. Nhưng nhiều lúc là vậy đó. Có một số người làm sai chuyện, những chuyện đó sẽ theo họ cả đời. Thôi anh luyện tập tiếp đi. Mới nhận được tình báo của CIA Mỹ, trong vòng 2 tuần này, trước sau tổng cộng có 5 phần tử khủng bố từ Trung Đông đã bí mật tới Hồng Kông. Chúng muốn tiến hành tấn công khủng bố tại Hồng Kông sao? Không loại trừ khả năng đó. Bên CCP điều tra được phần tử khủng bố này trong thời gian ở Hồng Kông đã từng chuyển tiền khả nghi rất nhiều lần. Có nghĩa là họ muốn lợi dụng Hồng Kông để tiến hành hoạt động rửa tiền. Mọi người nghe đây, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là tìm ra người trợ giúp họ là ai. Nếu có vấn đề lập tức hành động. Yes sir. Anh Tân Kê, chỗ này nhiều tiền như vậy chúng ta đếm 3 ngày không hết đâu. Đếm cái gì chứ,
Nè, tìm cái cân lên, một túi 10 triệu, xem bao nhiêu túi là được rồi. Đây chỉ là tiền của đợt đầu thôi. Bọn người trung đông đó tin tưởng chúng ta rồi, tiếp theo sẽ có tiền chuyển qua cho anh. Chúng ta ngồi trong phòng máy lạnh, gọi mấy cú điện thoại, enter vài cái, tiền bạc chất đống tự bay vào trong nhà. Bọn trung đông đó liều sống liều chết vì cái gì chứ, đồ ngu ngốc. Anh Tận Kê, họ rất được việc đó. Hôm trước tôi bí mật gửi mail là kêu họ xử lý công ty khí đốt tự nhiên được trúng thầu của Malaysia cho một chút khí độc, đã khiến chính phủ của nước đó lấy lại quyền khai thác khí đốt tự nhiên cho đấu thầu lại. Cơ hội của chúng ta lại đến rồi. Nè, chúng ta có đấu nổi với công ty cự tượng của Thư Tử Đạt hay không vậy? Yên tâm đi, tôi đang xử lý. Quyền khai thác đó chúng ta lấy chắc rồi, lúc đó giá cổ phiếu của chúng ta lại tăng tốc trở lại, vượt lên tới đỉnh cho coi. Cậu đúng là giỏi, tôi không nhìn lầm cậu. Tóm lại có tiến triển gì lập tức báo với tôi. Không vấn đề gì. Jacob, Jacob à, anh à, anh làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lorin, lần này em nhất định giúp anh nghe. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Anh đừng hù em mà. Em hứa với anh là sẽ giúp anh đi. Em mà không giúp anh, không ai giúp anh đâu. Được được được, em hứa là giúp anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Em giúp anh, em giúp anh thiệt hả? Em ký vô hợp đồng này cho anh đi, ký xong là được à? Hợp đồng này là muốn em chuyển hết toàn bộ cổ phần của cựu tượng cho anh sao? Phải. Tại sao làm như vậy? Em không hiểu. Hôm trước đó anh hợp tác với Hưng, đáng lẽ là rất tốt, nhưng mà đột nhiên giá cổ phiếu rớt liên tục, rớt liên tục. Anh thua hết tiền rồi. Cũng may là anh Hưng nói với anh, chỉ cần lấy cổ phần của ba giao cho anh ta, vậy thì cổ phiếu sẽ tăng lại. Phần của anh đã đưa hết cho tổ Hưng, nhưng mà cũng không đủ. Anh muốn đưa cả phần của em mới được. Không được. Lần trước anh từng gặp anh mà, anh không được tin tưởng anh nữa. Không phải đâu, lần trước là ngoài ý muốn thôi. Lần này em nghe anh nói nè, em tin anh đi, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Anh có thể lấy lại được số tiền thua sạch lần trước. Không được đâu, chuyện lớn như vậy nhất định phải nói với ba đó. Em không có được nói với ba. Hả? Em phải tin anh chứ, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ký vô đi, ký vô giùm anh đi. Anh bình tĩnh đi, anh để em suy nghĩ có được không vậy? Không có thời gian nghĩ đâu mà, em ký vô liền đi. Anh à, anh đừng làm như vậy mà. Làm ơn đừng làm như vậy. Bỏ dao xuống, bỏ xuống đi. Trời mà ơi, bà lúc nào cũng xem thường anh, bà luôn thấy anh vô dụng, không làm được chuyện gì hết. Cũng may là lần này anh không thể để cho bà xem thường được. Anh có thể kiếm rất nhiều tiền, nhiều gấp mấy trăm lần ba, chứ không tệ như ba nghĩ đâu em à. Em ký tên giùm đi, ký giùm anh đi. Em ký vô giùm anh đi. Em ký. Cẩn thận nha. Ừ. Anh rót nước cho em uống nha. Ừ. Cần đâu, anh không cần nghỉ phép để lo cho em. Em tự biết chăm sóc cho mình mà. Anh Lễ à, thật ra anh không cần phải áy náy đâu. Cũng tại em không biết gì hết, nghe đến có thai mà cũng không biết. Xin lỗi anh.
Cường à, thật ra em là một cô gái rất giỏi. Đúng ra anh phải an ủi em, ngược lại bây giờ em phải lo cho anh. Thì em không sao thật mà. Ai gọi cho anh vậy? Sao không nghe điện thoại? Là điện thoại hỏi có cần mượn tiền hay không. Không cần phải nghe. Em có buồn không? Anh mở tivi cho em xem nha. Ừ. Là thư Tử Lệ. Sao không nghe điện thoại của cổ đi? Lần nào cổ gọi đến đều nói mấy chuyện nhảm nhí. Không cần nghe. Cổ gọi nhiều cuộc như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh cứ nghe đi, em không vì vậy mà thấy không vui đâu. Alo, Lorin, tìm tôi có chuyện gì? Đến ngay lập tức. Bây giờ. Alo. Cường à. Em hiểu rồi, cổ kêu anh đi gặp cổ chứ gì. Có thể cổ đang gặp chuyện thật đó. Anh đi tìm cổ đi, em cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Đi đi. Em phải cẩn thận đó. Ừ. Có gì thì gọi cho anh nha, biết chưa? Ừ. Anh đi nha. Ừ. Lorin, 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 cô không sao chứ? Lễ, xin lỗi anh, em không phải muốn làm phiền anh đâu. Nhưng nếu không tìm anh, em thực sự không biết còn có thể tìm ai nữa. Không sao đâu. Bây giờ cô từ từ nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh trai của em đã thay đổi rồi. Hồi nãy anh ấy không ngờ lại cầm con dao chỉ vô em, kêu em phải chuyển nhượng cho anh tất cả cổ phần mà ba cho em, để anh ta chuyển cho Ngô Tổ Hưng đó. Ngô Tổ Hưng? Trước đây anh không có như vậy đâu. Từ sau khi anh quen với anh Hưng thì con người của anh kỳ lạ lắm. Lorin, cô nghe tôi nói, cô không cần phải lo lắng. Chuyện này tôi sẽ nói với Hưng. Ok, bây giờ tôi đưa cô về, được không? Đi thôi, tôi đưa cô về. Anh Ngô, tôi đã mở sẵn chai rượu vang cho anh rồi. Sao hả? Hôm nay anh định chơi cứ nào vậy? Tôi muốn bán khống. Bán khống hả? Thị trường bên ngoài đang tăng liên tục đó. Anh Ngô có tin nội bộ gì sao? Tôi muốn bán 7013. Có bao nhiêu, bán bấy nhiêu. 7013 là công ty của anh Ngô mà. Sao lại liều lĩnh vậy chứ? Được rồi, bây giờ tôi xuống xử lý cho anh. Tối nay có rảnh không? Muốn gặp cậu một chút. Lễ. Hưng. Sao hả? Lần trước thua không cam lòng, lần này muốn đấu lại hả? Tôi bí mật tập luyện suốt mấy ngày, hôm nay chắc chắn sẽ thắng cậu. Cứ việc trổ tài. Còn nhớ hồi du học ở bên Anh, tụi mình thường xuyên đi đánh bi-a không?
Nhớ chứ, lúc đó tụi mình thường hay tới quán bar gần đó chơi. Bọn người Tây đó thấy tụi mình là người châu Á, hay xem thường mình, còn không cho tụi mình tới chơi nữa chứ. Sau đó cậu nói với họ, chơi một trận quyết, nếu thắng thì tụi mình tiếp tục được chơi ở đó, nếu thua thì mãi mãi biến mất. Sau đó tôi với cậu xong kiếm hợp bích, thắng hết họ. Từ đó đám người Tây không xem thường tụi mình nữa. Hay lắm. Còn nhớ lúc tụi mình đi học, được chơi bi-a đã vui lắm rồi. Tới khi lớn lên, lo toan cũng nhiều hơn. Mà lo toan nhiều lên thì con người cũng thay đổi. Cuối cùng thì cậu cũng vào chủ đề chính rồi. Lần này cậu hẹn tôi ra, thực ra là muốn nói chuyện gì? Hưng à, tôi không muốn cậu tiếp tục gạt tiền của Jacob nữa. Có phải em gái của Jacob nói với cậu là tôi gạt tiền của ta không? Cô gái đó cái gì cũng không biết. Ngay đến chỉ số Hang Seng bây giờ là bao nhiêu cô cũng không biết. Cô dựa vào đâu nói tôi gạt anh cổ? Hai anh em của họ rất đơn giản. Cậu nuốt hết số cổ phần của họ, gạt hết tiền của họ, cậu thấy yên vui sao? Yên vui chứ. Cậu cảm thấy người sống ở Bán Sơn ngồi du thuyền yên vui hơn, hay là người sống ở Thâm Thủy Bộ nhặt ve chai kiếm sống yên vui hơn? Tôi đã từng tuổi này rồi. Khoảng thời gian tôi không yên vui nhất chính là lúc còn đi học, không có tiền, phải ăn bánh mì để sống qua ngày. Bây giờ là lúc tôi yên vui nhất, bởi vì tôi có rất nhiều tiền. Hưng à, tôi biết tiền đối với cậu rất là quan trọng. Cậu có tiền cậu cảm thấy vui, nhưng cậu đường đường chính chính kiếm tiền đi, không cần phải gạt người ta. Anh em họ vô tội mà, cậu dừng lại đi. Cậu là người giàu có, đương nhiên nói vậy rồi. Thế giới này giống như phim tài liệu động vật vậy, cậu không ăn người khác thì bị người khác ăn. Cậu muốn lo chuyện của cha cớ là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Tới bây giờ cậu cũng không hiểu, người tôi quan tâm là cậu chứ không phải Jacob. Tụi mình là bạn bè nhiều năm như vậy, tôi không muốn nhìn cậu đã sai, càng lún càng sâu. Xin lỗi, ở lập trường của tôi không có làm gì sai. Còn nữa, đối với tôi mà nói, không có gì quan trọng hơn tiền, kể cả bạn bè. Công ty chúng tôi đã có hứng thú với quyền khai thác khí đốt tự nhiên ở Duyên Hải, Malaysia. Chúng tôi sẽ tích cực dành. Được rồi, cảm ơn anh Ngô à. 7013 cứ tăng liên tục, lúc này anh bán khống gì như vậy hay là dừng lại đi? Không cần vội, vẫn chưa hết giờ giao dịch, tôi còn muốn bán khống thêm một chút nữa. Yên tâm đi, tôi đủ tiền trả mà. Tôi chụp lệnh cho anh nha. Sếp Đàm, tôi nhận được email nạc danh, nói đám khủng bố đang trốn ở khách sạn Thiên Vận, số 8 đường Đại Thạch. Cậu đi xác minh xem tin này là thật hay giả. Nếu là thật
lập tức thông báo đội phi hộ. Yes sir. Chà, lại tăng rồi. Cũng may là vừa mới mua thêm. Tôi đã vay tiền của công ty tài chính đó, toàn bộ gia tài bỏ hết vô đây rồi. Ê, chuyện gì vậy? Hả? Ủa? Sao lại vậy? Sao lại vậy chứ? Thông thường là rớt xuống một chút rồi nhanh chóng tăng lại thôi mà. Trời ơi, không phải đâu. Nguy hiểm quá. Giống như uống thuốc sổ vậy đó, rớt liên tục rồi. Trời ơi, chết rồi. Đừng mà. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Rớt ra. Đang có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Giá cổ phiếu đang rớt đó. Nó đang rớt giá. Sẽ ra chuyện gì vậy? Anh Ngô, bên ngoài có tin đồn nói công ty của anh rửa tiền phi pháp. Bây giờ giá cổ phiếu không ngừng rớt xuống. Hồi nãy anh bán khống nhiều như vậy, lần này giàu chắc rồi. Lập tức ngừng bán. Có bao nhiêu tiền mặt đưa tôi trước, số còn lại hôm sau chuyển vào tài khoản này tại ngân hàng Thụy Sĩ cho tôi. Còn nữa, nếu như có người hỏi tôi, đừng nói lại gặp tôi. Được được được, tôi biết làm sao rồi. Tại sao vậy? Có phải cái máy bị hư rồi không? Ngừng giao dịch luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Trời chết ơi, rồi. Chết nè, rồi. Anh bao qua coi đi, lên tin rồi kìa. Cơ quan có thẩm quyền vừa xác nhận mới nhận được một email nặc danh tố cáo cổ phiếu 7013 tăng nóng trong thời gian gần đây, đang dính líu đến hàng loạt hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Cơ quan chức năng rất chú trọng đến vụ án lần này, đã ra lệnh cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông lập tức dừng mua bán 7013, không loại trừ vụ án này sẽ giao cho khoa điều tra tội án thương nghiệp tiếp nhận điều tra. Chết rồi, ngừng giao dịch còn dính tới rửa tiền. Lần này mình tiền bạc bay đi hết rồi, còn có thể bị ngồi tù nữa. Má mà biết được, chắc là sống không nổi rồi. Làm sao giờ? Làm sao đây? Tôi là Hương Đình. Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn. Xin để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Alo, Hưng hả? Tôi là Lễ đây. Có phải công ty cậu xảy ra chuyện rồi không? Nếu cần giúp đỡ, cứ việc lên tiếng. Tôi đợi điện thoại của cậu. Anh Ngô à, anh đúng là giỏi thiệt đó. Anh kêu tôi dừng lại chưa được nửa phút thì sợ đã cho gần giao dịch rồi. Alo, chuẩn bị xong hết chưa? Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay. Nhớ kỹ nha, cậu chưa từng gặp tôi. Cảm ơn anh Ngô. Dạ không, tôi chưa từng gặp anh. CIB đã xác định được vị trí của năm phần tử khủng bố. Tất cả đang ở khách sạn Thiên Vận tại đường Đại Thạch. Tình báo cho biết đám phần tử khủng bố này có vũ khí hạng nặng. Vì vậy tất cả mọi người phải đặc biệt cẩn thận. Khi cần thiết cứ nổ súng. Yes sir. Ba, con có lỗi với ba. Con sống vô dụng quá. Từng người một, không cần sợ. Đang sơ tán khách ở đây, bây giờ còn lại 3 phòng. Sau khi sơ tán hết khách, trả lời của tôi rồi xông vào. Yes sir. Thằng trời đánh. Đã sơ tán hết mọi người. Tốt, hành động, lập tức xông vào. Anh ca, chạy đi.
đừng làm em sợ mà. Anh xuống đi đi có được không? Lệ à, anh có lỗi với em. Bây giờ anh nhảy xuống thì coi như kết thúc mọi chuyện. Đừng mà. Anh nghe em nói nè. Trước đây ba không xem trọng anh. Không sao đâu. Em xem trọng anh mà. Sau này hai anh em mình cùng nhau kinh doanh, cùng nhau kiếm tiền có được không? Được không về anh? Bây giờ em có nói gì thì cũng vậy thôi. Anh không thể quay đầu lại được. Đừng. Em còn nhớ là trước đây ba không cho em ra ngoài chơi. Anh lén ba đưa em ra ngoài. Trước đây người ta xem thường em, người ta ăn hiếp em. Cũng là anh ra mặt bênh vực em. Anh hai, anh đừng có như vậy mà. Em không thể mất anh được. Hưng, đối phó khủng bố không cần biết là tình huống gì cũng nhất định không được nương tay. Ở hiện trường có nghi phạm nào khác không? No sir. Kêu mọi người thu đội. Yes sir. Đúng là rất đáng sợ, nhưng lại có rất nhiều người liều mạng vì nó. Tiền quan trọng tới vậy sao? Có tiền đồng nghĩa là vui vẻ sao? Không ngờ chuyện thành ra như vậy. Hai cha con mới yêu thương nhau hơn. Vậy mới thấy tiền không mua được tình thân đâu. Cho nên mới nói quan trọng nhất là những người thân yêu bên cạnh mình được bình an. Có tiền hay không thật ra không quan trọng. Lauren, sau này gia đình phải nhờ vào cô. Cô phải chăm sóc cho họ. Có chuyện gì cần có thể tìm tôi. Vào đi. Sếp Phan. Sếp Tiễn, ngồi đi. Lúc nãy sở trưởng gọi đến, ông nói hành động lần này anh làm rất là tốt, gửi lời khen ngợi đội phi hổ nữa. Cảm ơn sếp. Sếp Tiễn, cô Phan có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Không có. Tôi thấy trong báo cáo của anh có viết là trong lúc hành động, chỉ huy Phan Tử Long đột nhiên xuất hiện, đổ súng bắn chết một nghi phạm cầm súng. Tôi muốn hỏi Sếp Tiễn, cô Phan có nghi ngờ gì với hành động của tôi không? Thật ra không chỉ có tôi,
Các anh em khác đều cảm thấy rất lạ. Không phải mọi người nghĩ rằng tôi cố tình chạy ra giành câu đó chứ. Anh vừa nói với đám anh em, trong nhiệm vụ lần trước với tình huống tại hiện trường, tôi lo lắng an toàn cho mọi người, cho nên mới chạy ra đối phó phần tử khủng bố. Tôi sẽ nói với họ. Sẵn tiện cũng nói với mọi người là tôi rất hài lòng biểu hiện của họ. Sếp Triển, anh có gì muốn hỏi nữa không? Không có. Oh.